Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể các khách hàng một chiếc giường bằng chất liệu gỗ hương đá mang tên giường vòm Trá Mai, kích thước 1m8 x 2m, và đây là hàng khủng mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, hàng siêu dày dặn đấy, làm kỹ từ gầm trên mạch từ A đến Z luôn. Hàng chúng tôi nhấn mạnh đây là hàng siêu dày nhé, hàng siêu dày. Đấy, chiếc giường này được Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh Đô chị Tươi ở tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Anh Đô chị Tươi là khách hàng quen của đồ gỗ Thành Luân. Cách đây tầm khoảng 5 năm trước thì anh đã sử dụng bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 13 bằng gỗ mun của Thành Luân. Thì ngày hôm nay tiếp tục làm chiếc giường anh chị chuẩn bị cưới cho con trai, nên là anh đã đặt đồ gỗ Thành Luân chiếc giường này. Đấy, kích thước 1m8 x 2m, hàng siêu đỉnh cao đẳng cấp. Gây gọi là giường vòm Trá Mai, hàng khủng dát phản. Đấy, dát phản. Và toàn bộ cái phần chám đục này, đấy, chúng tôi làm dày là 5 phân. Rất dày, siêu dày luôn. Đấy, nó khác biệt so với hàng thông thường trên thị trường rất chi là nhiều. Thành giường chúng tôi làm dày 5 phân và dát mặt này chúng tôi làm dày 1 phân rưỡi. Đỉnh cao đẳng cấp. Cả các cái phần đục chạm này, khách đang thấy đây. Quá đẹp, quá đỉnh cao luôn. Mẫu giường này thường có tên gọi là giường vòm Trá Mai, hoặc khách có thể gọi là giường vòm đế, tùy theo. Đây. Cái giá trị của cái giường này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy. Tấm ván để đục này, chúng tôi làm dày 5 phân và liền tấm từ đây xuống đây. Còn các cái hàng thị trường, hàng rẻ tiền thì nó sẽ là hàng ghép hoặc là hàng rất chi là mỏng. Phần trương này của Thành Luân chúng tôi là toàn bộ là đục thủ công bằng tay. Phần trương này đục thủ công bằng tay. Và phần dưới này đục CNC. Đục CNC chúng tôi là đục rất sâu, bởi vì cái ván chúng tôi làm rất chi là dày. Rất chi là dày. Cộng với đó đây là một chiếc bàn phấn trang điểm mẫu bầu dục. Thông tin chi tiết về các sản phẩm trên, khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Đây gọi là chiếc giường vòm Trá Mai bằng gỗ hương đá, được Thành Luân làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh chị Đô Tươi ở tại Thường Tín, Hà Nội. Đấy, rất gần với cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Anh chị là khách hàng quen của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi.